Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuận Quang đây. Hôm nay mình quay lại kênh YouTube và trả lời cho bạn một câu hỏi rất là hay của một bạn, bạn ấy hỏi mình. Đó là làm sao để chúng ta có thể tạo được cái nét đứt ở trên phần mềm AutoCAD bằng bảng Control 1. Đấy, và cái sự khác biệt của cái tạo nét đứt giữa việc mà chúng ta sử dụng cái bảng Control 1 với một cái lệnh LTS thì nó khác nhau như thế nào, và trong quá trình chúng ta sử dụng áp dụng vào công việc thì chúng ta sẽ xử lý hai cái lệnh đó ra sao. Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để dẫn chi tiết về các bạn cho các bạn trong cái câu hỏi này. Đấy, thì không biết các bạn đã rõ được cái nội dung câu hỏi chưa. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng mô tả cái câu hỏi của bạn ấy ở trên phần mềm AutoCAD, và mình sẽ hướng dẫn là cái sự khác biệt giữa cái lệnh Control 1 với lệnh cái lệnh LTS đấy, sử dụng nó khác nhau như thế nào đấy, để tạo ra được cái kết quả là nét đứt đấy, trong phần mềm AutoCAD. Ok, không vòng vo nhiều nữa thì các bạn hãy cùng quan sát lên trên phần mềm AutoCAD ở đây nhá. Đấy, thì cái phiên bản mình đang sử dụng là 2018 này, thì các bạn có thể mở có lệnh LA ra. Thế trước tiên thì để mà sử dụng được nét đứt thì các bạn phải tạo ra được những cái layer đúng không? Ở đây ví dụ mình tạo ra một layer là nét đứt 01 đi. Đấy. Ở đây mình đặt tên là nét khuất 1 đi. Nét khuất 1. Ở đây mình đặt là đặt để làm test thôi nhá. Nét khuất 2. Hoặc là có thể đặt là nét trục đi. Trong bản vẽ kiến trúc nội thất thì thường có nét trục và nét khuất. Ở đây là nét khuất. Đó, mình sẽ đặt, có thể chọn màu đây để chúng ta dễ phân biệt này. Đấy, một cái màu, ví dụ nét mình chọn cái màu này, nét khuất. Đấy, nét khuất mình chọn ngược lại đi. Nét trục mình chọn cái màu này. Đây là màu mình hay chọn thì mình chọn lại thôi. Ok chưa? Đấy, về cái đặc biệt là kiểu nét đúng không ạ? Nét trục với lại cái nét khuất nó khác nhau ở cái kiểu nét này này. Mặc định của nó sẽ là nét gì ạ? Nét liền. Đấy, thế thì mình sẽ điều chỉnh nó ở đây. Điều này thì không còn gì xa lạ nữa. Nét trục thì chúng ta chọn vào load này. Như ạ? Đây mình làm lại, chọn vào continue này, chọn vào load này. Một cái kiểu nét là mình hay chọn là kiểu chấm gạch thế này. Đấy, iCAD ISO 04W100 làm kiểu nét tim. Đấy, và bạn chọn lên trên này nhá. Khi mà nó đã có một cái dòng ra ngoài rồi, bạn chọn lên bên trên và nhận OK. Khi nó thay đổi ra kiểu này, ở ngoài cái bảng LA là chúng ta đã chọn thành công rồi. Đó. Nét khuất thì mình sẽ chọn là kiểu cái nét trên cùng này. Đấy, ISO 02W100. Đó, mình chọn nét khuất. Đấy, và khi mà nó cũng hiện tương tự như ở dưới, chúng ta đã setup cho kiểu nét đó là thành công. Đó. Rất đơn giản đúng không ạ? Cái này quá quen thuộc với tất cả các bạn rồi. Đấy, thế tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ? Khi mà cái bảng layer chúng ta có hai kiểu nét rồi thì cũng giống như ở ngoài này. Đấy, nó cho ta hai kiểu nét. Đây là cái bảng layer thu nhỏ dùng nhanh. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn kiểu nét trục hiện hành chúng ta vẽ nhé. Mình đây mình sẽ dùng lệnh PLine để mình vẽ ra một đoạn. Đó, ở đây mình setup cái đơn vị để cho đó, về mm đi. À, bây giờ mình sẽ vẽ PLine, ví dụ một đoạn là nét trục cố định bằng F8, vẽ nét trục là khoảng tầm 10.000 luôn. Đó. 10.000, thấy không? Tiếp theo nữa là chúng ta có thể vẽ một vài cái trục ở đây. Đây mình copy nhân bản ví dụ như vậy. Đây là một cái đoạn trục nó nằm ngang như này chẳng hạn. Được chưa? Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái lưới trục mà đây mình vẽ minh họa thôi, nó cũng chả đúng theo cái kích thước của một cái công trình nào cả. Thế tại đây là ta được nét trục rồi, mình sẽ vẽ thêm bên dưới là nét khuất chẳng hạn. Đấy, nét khuất thì mình cũng vẽ tương tự ra P-line. Đấy, mình cũng copy ra. Mục đích là để các bạn có thể nhìn thấy được cái sự khác biệt giữa các nét và giữa các lệnh. Ok, vậy là mình đã vẽ được ra cái sản phẩm và thiết lập xong cái kiểu nét cho nó. Thế bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung chính là sử dụng cái bảng Control 1 cũng như là lệnh LTS để tạo ra được cái kiểu co giãn nét cho các cái thể loại nét này. Thì khác nhau là như thế nào? Đầu tiên nha, mình sẽ sử dụng lệnh Control 1 trước. Thì Control 1 là bảng hiệu chỉnh tổng hợp, thì trong đó có một tính năng là hiệu chỉnh cái sự co giãn của kiểu nét. Đấy, thì chúng ta dùng nó như nào? Đối với cái bảng Control 1 thì các bạn để bấm tổ phím Control 1 nó hiện lên.
Hoặc là bạn phải dùng lệnh hát một cái lệnh khác mà bạn biết, mình biết đó là lệnh C, CH. Đấy. Ok, đấy, trường hợp vào phím số 1 của bạn bị liệt chẳng hạn, thì bạn nên mở cái lệnh này. Đấy thì nó sẽ hiện ra cái bảng property này, bạn có thể kéo thả nó tự do nhé. Đấy, đặc tính của cái bảng này là như vậy. Đấy, trong cái bảng này thì nó có một cái dòng ở đây, nó là Lifetime Scale, bạn thấy không ạ? Lifetime Scale. Đó, thì cái dòng này nó cho phép chúng ta hiệu chỉnh được cái sự co giãn của cái kiểu nét đứt. Tức là nó không phải là nét liền, có thể là đứt hoặc là chấm đứt hoặc là một cái kiểu ký hiệu nét gạch khác đi, miễn là không phải nét liền thì nó sẽ có tác dụng. Ok không ạ? Thế đây thì đây là cái dòng này, thì đối với bảng cá nhân một này các bạn sử dụng nó như thế nào, cách sử dụng nó như sau, đó là nó sẽ hiệu chỉnh chi tiết được từng đối tượng đơn lẻ nha. Ví dụ bạn muốn chọn là một đường thôi, một đối tượng duy nhất là một đường này thôi. Đấy, thì ở đây nó báo là gì? Đây là đối tượng Puylight và bạn muốn hiệu chỉnh cho cái Lifetime Scale cho nó đúng không? Thì bạn phải nhập vào đây, ví dụ đang mặc định là một, bạn phải nhập lên là bao nhiêu? Là 30. Bạn thấy không ạ? Thì là nó đang như nào đây? Nó đang giãn, là bắt đầu nó đang cái tỷ lệ giãn nó đang to ra, bạn nhìn thấy rất là rõ đây. Bình thường bạn zoom lên nó nhìn nhỏ này đúng không? Bây giờ nó đang gì? Đang lớn dần. Đấy. Tùy theo cái mức độ của bạn, công việc của bạn làm thì bạn có thể nhập một cái số nó hợp lý. Hoặc là sâu xa hơn thì nó sẽ là trong cái tiêu chuẩn Việt Nam thì nó có cái tỷ lệ co giãn nét khi mà trình bày ký hiệu bản vẽ. Thì cái này mình không nói chuyên sâu, ở đây mình làm test nhanh thôi. Đấy, thì ở đây ví dụ mình đặt nó là tầm khoảng 5 thôi chẳng hạn, mình cảm thấy nó nhìn thấy là hợp lý. Được chưa? Khi mình zoom nó toàn thể cái tất cả cái hình này và thì cái nét co giãn mình nhìn thấy, thì khi in ra giấy là đã ok. Đấy, mình để tầm này tầm 5 hoặc tầm 8. Đấy, tầm 8 luôn nhá. Đấy, thì tại đây bạn phải dùng lệnh MA. Đấy, MA là dùng lệnh mà sao chép thuộc tính đối tượng này cho các đối tượng khác. Đấy, rất là hay. Đấy, và lưới trục chúng ta đã thu được kết quả rồi. Thế vậy thì nó hiệu chỉnh từng đường một như này, thì liệu rằng nó có hiệu chỉnh được cho nhiều đường cùng một lúc hay không đối với lệnh Ctrl 1. Bây giờ mình thử quét cả nhá. Đây, mình quét tất cả đối tượng này, mình cùng là để là 20 chẳng hạn. Đó, thì tất cả đối tượng này nó cùng thay đổi đúng không? Tức là nó có thể hiệu chỉnh được nhiều đường cùng một lúc khi ta chọn nhiều đường. Đấy. Và tất nhiên là cái bên dưới này nó không có tác động gì nha, mình không chọn nó thì nó không có thay đổi gì, nó vẫn giữ nguyên từ nãy giờ nằm im. Đó, bạn thấy ông này sao? Mình chuyển lên 10, chuyển xuống 10 thì nó cũng thay đổi. Đó. Thế còn chúng ta mà không chọn nó thì sao? Không chọn một đường nào thì chúng ta hiệu chỉnh không? Ở đây nó báo ta là gì? No selection, là không chọn đường nào cả và nó cũng sẽ không tác động được vào đâu. Đấy, đấy là cái đặc điểm của lệnh Ctrl 1, là chúng ta có thể lựa chọn được từng đường, hiệu chỉnh từng đường hoặc là nhiều đường khi chúng ta chọn nó. Đó, ok. Đấy, và tương tự với cái kiểu nét nét khuất đi, thì nó là chúng ta có thể áp dụng tương tự. Ví dụ đây chúng ta quét chọn tất cả đi, đặt đó là 10. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì nó cũng đã lớn lên rồi đấy. 20 đi, nó sẽ có sự khác biệt. Đấy, và nó cùng co giãn nữa, các bạn thấy không? Vậy là bạn đã hiểu được tính năng Lifetime Scale trong cái lệnh Ctrl 1 là rồi đúng không ạ? Và khi ta chọn đối tượng này mà đối tượng bên trên này không chọn thì nó chả có gì, chả có ảnh hưởng tác động gì cả. Đấy, rất là hay. Đấy. Hoặc là chúng ta chỉ chọn một đường thôi, chúng ta chọn là 50 chẳng hạn. Đấy, chỉ một đường thay đổi thôi. Đấy. Mục đích của cái lệnh Ctrl 1 này là nó hiệu chỉnh chi tiết từng đối tượng được chọn. Đấy, bạn hiểu rồi đúng không ạ? Ok, vậy thì nguyên lý của lệnh Ctrl 1 là như vậy. Thế vậy thì trường hợp thứ hai là lệnh LTS. LTS là cũng là một cái lệnh mà nó thay đổi cái sự co giãn, cái sự co giãn của các cái kiểu nét này. Thì nhiều bạn đã thắc mắc là không hiểu vì sao mà lại có sự xuất hiện của cái lệnh thứ hai này và nó khác biệt với cái lệnh Ctrl 1 như nào, thì mình sẽ cùng hướng dẫn các bạn nghe sau đây. Đấy. Lệnh LTS thứ hai nó như sau, lệnh là các bạn nhập vào dòng comment. Hơi nhiều thông báo một chút. LTS này. LTS và lệnh đầy đủ nó là LTS scale, hay là viết tắt của từ Lifetime Scale thôi. Thì lệnh này nó chức năng nó như nào, bạn ấn Enter này, Enter thì cái thông số mặc định của nó là factor, mặc định cái số trong ngoặc là cũng là một một đấy, đây là 1,00 nó vẫn là một, LTS là một. Và khi bạn nhập, ví dụ như bạn muốn điều khiển nó lên tầm khoảng 20 thì sẽ như nào? Ồ, bạn thấy không, 20 này, hoặc là tầm khoảng 5 thôi. Còn thấy không ạ? Điều gì vừa xảy ra? Là tất cả các cái kiểu nét đứt hoặc là nét trục ở trong đây trong bài nó đều bị thay đổi.
mặc dù mình không chọn nó, đúng không? ALTS mình không có chọn đối tượng nào cả nhé, mình để lên 10 hả? Bạn quan sát trên màn hình này, đó, nó cùng thay đổi. Thế vậy thì chúng ta rút ra được điều gì ạ? Là cái lệnh LTS này là nó hiệu chỉnh cái sự co giãn tỷ lệ kiểu nét cho toàn bộ đối tượng ở trong bản vẽ đang có. Đấy. À, cứ cái nét nào mà nó là cái kiểu có thể là nét đứt hoặc là nét chấm gạch hoặc là một cái nét kiểu nét gì đấy không phải nét liền thì nó đều hiệu chỉnh chung cho tất cả một hệ số, tức là nó cùng tăng hoặc nó cùng giảm. Đấy, không cần phải lựa chọn đối tượng như nào cả. Cái này là hiệu chỉnh tổng thể bản vẽ. Đấy, còn lệnh Ctrl 1 là hiệu chỉnh chi tiết cho từng đối tượng trong bản vẽ. Đấy, thì trong qua hai cái ví dụ này rồi thì các bạn thấy sự khác biệt giữa lệnh Ctrl 1 cũng như là lệnh LTS nó là như thế nào rồi, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng, chúng ta biết là áp dụng từng trường hợp này vào trong cái công việc của ta như nào. Ví dụ các bạn chỉ muốn hiệu chỉnh một vài đối tượng chi tiết thôi thì nên dùng là lệnh Ctrl 1, còn muốn hiệu chỉnh tổng thể tất cả các đối tượng, các cái đoạn, các cái đường trong bản vẽ cùng nó cùng lên cùng xuống thì chúng ta dùng lệnh LTS. Đấy. Thông thường thì đối với trong khi mình sử dụng thì mình ưu tiên là sử dụng lệnh Ctrl 1 hơn, bởi vì nó theo ý muốn của mình để nó không bị tác động bởi những cái đối tượng khác mà mình có thể mình không mong muốn nó bị hiệu chỉnh. Đấy, vậy thì lời khuyên của mình là hãy nên ưu tiên sử dụng lệnh Ctrl 1 nhiều hơn. Đấy, để nó tránh được những cái rủi ro hay là những cái trường hợp mà các bạn không muốn tác động vào những đối tượng khác. Đấy. Thì đây là cái quá trình mình nghiên cứu, mình đã tìm hiểu ra được sự khác biệt giữa hai lệnh này cũng như là mình đã giới thiệu cho bạn rồi. Đấy, thì rất là mong các bạn sẽ có thể vận dụng nó vào trong cái công việc của mình. Đấy. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hãy đăng ký kênh của mình và cũng như là hãy bấm nút vào chuông để có thể theo dõi nhiều cái video hay hơn nữa, mới hơn nữa. Mình sẽ cập nhật thường xuyên. Đấy. Xin cảm ơn các bạn, xin chào.